và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với những bài tập yoga dành cho người lớn tuổi cùng Nguyễn Hiếu nào. Trước tiên chúng ta sẽ ngồi điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng lưng. Quý vị ngồi giữ tư thế lưng thẳng đó, đúng rồi. Hai tay của chúng ta để Chimura trên đầu gối, ngón trỏ và ngón giữa chạm nhau. Và chúng ta cùng bắt đầu với khoảng vài giây phút để chúng ta sẽ ngồi sơ thiền để mang lại cái cảm giác tĩnh tâm cho cơ thể và cho tinh thần của chúng ta. Chúng ta nhắm mắt lại, hít vào hơi sâu và thở ra từ từ. Hít vào, thở ra. Hãy thả lỏng cho cơ thể, thả lỏng cho tâm trí của chúng ta. Tập trung vào hơi thở, hít vào, hít mình ra, hít vào, thở ra. Và từ từ loại bỏ hết những suy nghĩ lo lắng công việc trong đầu, tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở, tiếp tục hít vào sâu và thở ra chậm, cảm nhận nguồn năng lượng đang tràn vào trong cơ thể của chúng ta, cảm nhận cơ thể đang thật nhẹ nhàng và đó. Từ từ chúng ta mở mắt nào, hít vào thật sâu và thở ra. Hai tay trước ngực, hít vào, vươn hai tay lên, đẩy giãn căng cánh tay sát về phía tai, vươn căng lồng ngực, thở ra. Từ từ thả tay xuống và chắp hai tay trước ngực, sau đó hít vào, chúng ta vươn hai tay lên, kéo căng cánh tay, chúng ta giữ ở đấy, hít thở đều. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm và nhẹ nhàng, vươn người về phía trước, đặt hai bàn tay xuống thẳng phía trước mặt, khuỷu tay mở sang hai bên và từ từ kéo trán sát về phía sàn. Sau đó hít vào, nâng đẩy cơ thể lên, vươn thẳng hai cánh tay, thở ra từ từ hạ tay xuống, gập cơ thể xuống, trán sát sàn. Hít vào, tiếp tục vươn tay lên, thở ra, từ từ gập cơ thể xuống, ép trán xuống, thêm hai nhịp nữa. Hít vào, vươn tay đẩy căng lồng ngực lên, thở ra, từ từ gập cơ thể xuống, ép trán sát bàn tay, nhịp cuối cùng. Hít vào thật sâu và thở ra, nhẹ nhàng gập cơ thể xuống, ép trán sát sàn và giữ hít thở đều. Hít bụng phình căng lên, cảm nhận bụng đang nhấn chặt vào phần gót chân. Thở ra xẹp xuống, hít vào, thở và hít vào, nâng tay và cơ thể lên. Thở ra từ từ hạ tay xuống và thả lỏng. Sau đó chúng ta duỗi hai chân, tiếp tục chân của chúng ta, tay chống sau, rung rung và thả lỏng cho đầu gối, thả lỏng cho đầu gối để giải tỏa mọi ách tắc ở vùng gối và khớp chân của chúng ta. Tiếp tục lắc lư cho phần cổ của mình. Sau đó chúng ta thắt chân lại, từ từ co chân phải lên và hai tay ôm vòng quanh bắp đùi của chân bên phải. Chúng ta nâng chân lên, cẳng chân song song với mặt sàn, đúng rồi. Chúng ta cùng xoay sang phải nào, bài tập làm khỏe và dẻo dai phục hồi cho khớp gối. 3, 2 và 1. Chúng ta lại xoay ngược lại sang trái. 1, 2, 3, 4 và 5. Từ từ thở ra, hạ chân xuống, hít, lại nâng chân lên, thở, hạ xuống, hít vào, thở ra. 4, hít chân lên, thở xuống và nhịp cuối, hít vào và thở ra, hạ xuống. Chúng ta duỗi chân, sau đó đổi bên nào. Hít, co chân trái lên, hai tay ôm vòng quanh bắp chân. Chúng ta nâng chân lên và xoay sang bên trái. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ thở, hạ chân xuống, hít vào, thở ra. 2
chân lên, thở hạ xuống ba hít vào, thở ra bốn hít chân lên, thở xuống và nhịp cuối hít chân lên, thở ra hạ chân xuống và từ từ duỗi thẳng chân ra. Chúng ta thả lỏng giữ thẳng hai chân. Chúng ta điều hòa hơi thở nào, hai bàn tay đặt trên đầu gối của chúng ta, hít vào thật sâu, thở ra chậm, hít vào, thở ra. Chúng ta tiếp tục với động tác tiếp theo. Chân trái giữ, chân phải đặt qua đầu gối của bên trái. Đó, chúng ta đặt qua đầu gối này. Hai bàn chân chạm sàn. Rồi, chúng ta bắt đầu hít sang hai tay sang ngang với vai của mình. Thở ra, vặn sang bên phải. Mắt nhìn qua vai phải. Hít vào, nâng tay lên. Thở, tiếp tục vặn phải. Ba, hít vào. Thở ra. Bốn, hít, nâng cơ thể lên. Thở, vặn sang bên phải. Nhịp cuối, hít vào. Và thở ra, quay phải, chúng ta giữ đấy, thở đều, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào và thở ra. Sau đó hít, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, hạ xuống, thả lỏng. Chúng ta duỗi chân phải và đặt chân trái qua chân của bên phải, lưng giữ thẳng nào. Hít vào, nâng tay lên, thở, quay vặn sang trái. Hít vào, thở ra. Ba, hít, nâng cơ thể lên, thở, vặn sang trái. Bốn, hít vào, thở ra. Nhịp cuối, năm, hít, nâng lên, thở ra. Từ từ vặn trái, giữ và hít thở đều. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít vào, thở ra và hít, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống và thả lỏng. Sau đó chúng ta duỗi chân, hai tay đặt trên đầu gối, điều hòa hơi thở. Hít vào, thở ra, hít vào thật sâu, thở ra. Sau đó chúng ta mở mắt. Tiếp tục với bài tập tiếp theo là mềm dẻo cho toàn thân và toàn bộ gân cơ xương khớp của chúng ta. Hai tay chúng ta đặt lên trên khớp háng nào, lưng giữ thẳng, hít vào thật sâu, thở ra, vươn người về phía trước, hít vào, nâng hai tay lên, thở ra, hạ xuống, tiếp tục đẩy dài cơ thể về trước, ba, hít vào, thở ra, tiếp tục đẩy, bốn, hít tay lên, thở ra, tiếp tục gập người xuống, năm, hít vào, thở ra, sáu, hít tay lên, thở ra, gập người xuống, bảy, hít vào, thở ra, tám, hít tay lên, thở ra, gập người xuống, chín, hít vào, thở ra và nhịp cuối, hít vào thật sâu, thở ra, vươn dài người về phía trước, giữ đấy và hít thở đều, hít bụng phình lên, thở ra, xì bụng xuống. Chúng ta tiếp tục giữ và hít thở thật đều nhé, cảm nhận cái phần cơ bụng đang chuyển động. Hít bụng phình căng lên và thở ra, xẹp bụng xuống. Đây là động tác tuyệt vời để làm khỏe cho các cơ quan tiêu hóa của chúng ta, đặc biệt là đường ruột. Với bài tập này kết hợp cùng hơi thở sâu sẽ gia tăng cái nhu động của ruột và hỗ trợ cho đường tiêu hóa của chúng ta được tốt hơn, đặc biệt là phòng và chữa những chứng bệnh như là bị táo bón hoặc là những bệnh rối loạn về đường tiêu hóa. Hít vào, vươn hai tay lên, đẩy căng 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 lồng ngực và thở ra, hạ vòng tay ra phía sau, hạ khuỷu tay xuống, bàn tay úp ngang mông của mình. Chúng ta tiếp tục với động tác cuối cùng, massage toàn bộ các cơ quan nội tạng và làm dẻo dai cho phần khớp hông và khớp háng của chúng ta, phòng tránh các chứng bệnh đau lưng và đau dây thần kinh tọa, và làm khỏe cho lưng và làm thả
lỏng cho các dây thần kinh của chúng ta. Chúng ta co chân lại nào, chống mũi chân xuống và nhẹ nhàng nâng chân lên. Chúng ta đạp này, hít thở đều, mở rộng vòng đạp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đạp ngược lại, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ thở ra và hạ chân xuống nhẹ nhàng. Nâng cơ thể lên, hai tay đặt trên đầu gối. Chúng ta điều hòa hơi thở. Hít vào, thở ra. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít vào, thở ra. Nhẹ nhàng chúng ta mở mắt nào. Quý vị cảm thấy thế nào? Những bài tập rất là dễ dàng để chúng ta luyện tập đúng không? Và Nguyễn Hiếu mong rằng quý vị sẽ luyện tập đều đặn cùng Nguyễn Hiếu. Và chúng ta có thể tập một ngày, chúng ta tập 2 lần để gia tăng hiệu quả bài tập với cơ thể của chúng ta. Và Nguyễn Hiếu thực sự rất mong muốn nhận được những chia sẻ và những lời tâm sự của quý vị sau khi luyện tập những bài tập yoga cùng Nguyễn Hiếu. Và quý vị nhớ đăng ký để tiếp tục đón nhận những video tiếp theo luyện tập yoga cùng Nguyễn Hiếu hàng ngày. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày vui vẻ và thật hạnh phúc. Om Namaskaya.